Làm sao để tạo dựng được nhiều mối quan hệ? Khi mình cần một việc gì đó cần hoàn thành, mình có mối quan hệ rồi mình phải nhờ vả họ thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và nếu các bạn suy nghĩ về chuyện đó thì tất cả những mục tiêu liên quan tới mối quan hệ đều là vì ai? Đều là vì bản thân của mình, đều vì có lợi cho mình thôi. Mình muốn có người ta, mình muốn kết bạn với người ta, mình muốn tạo mối quan hệ với người ta cũng chỉ để tốt cho mình ở một khía cạnh nào đó. Làm sao để tạo dựng được nhiều mối quan hệ? Chúng ta đều biết là để thành công, mình không thể thành công một mình được, phải liên quan tới nhiều người khác nhau trong cuộc sống. Và khi chúng ta có những mối quan hệ tốt hơn, cần làm một việc gì đó có khi nó sẽ dễ dàng hơn. Và khi các bạn có cần sự giúp đỡ nào đó, mình cũng sẽ có người ở bên cạnh mình. Ví dụ như nếu các bạn là người đang ở nhà trọ mà có mối quan hệ tốt với là cô chủ, lâu lâu về trễ lần cũng có dễ để nói chuyện và xin du di được để vào phòng trọ. Ok. Vậy ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn 5 tip, 5 cái gợi ý để giúp cho mình có thể mở rộng mối quan hệ của mình ra thật là nhiều. Cách số 1. Đừng hỏi mình là em cần tìm những mối quan hệ ở đâu. Hãy hỏi mình là mình cần trở thành một người như thế nào mà người khác lại muốn tạo mối quan hệ với mình. Chúng ta hay hỏi trong đầu của mình là ok, vậy muốn tạo mối quan hệ phải đi đâu bây giờ anh? Tới tham gia một buổi hội thảo để làm quen với những người ở đó, tham gia một câu lạc bộ, đi làm thêm, có nhiều trải nghiệm hơn, tới những cái nơi nào có đông người để mình tới làm quen với họ. Đó không phải là câu hỏi đúng. Câu hỏi đúng là mình cần trở thành một người như thế nào mà người khác lại muốn làm bạn với mình, mà người khác lại cần mình, mà người khác lại muốn tạo dựng mối quan hệ chung với mình. Và khi đó các bạn phải quay về để xây dựng bản thân của mình lên trước. Có hai thứ rất cơ bản thôi. Một là tính cách, hai là năng lực của mình. Các bạn cần có những tính cách gì mà người khác lại thích làm bạn với mình, và thậm chí không chỉ làm bạn một lần mà làm quen một cách lâu dài và bền vững. Và mình có năng lực gì mà người khác lại cần mình và muốn phối hợp với mình, muốn có được mối quan hệ với mình. Hãy hỏi mình xem mình có phải là người chân thành không? Mình có phải là người kiên trì không? Mình có phải là người giữ đúng lời hứa không? Mình có cái năng lực gì, có cái tài năng gì mà mang lại giá trị được cho người khác? Và nếu các bạn suy nghĩ thì ngày xưa khi mình còn đi học, có khi cái người có nhiều mối quan hệ nhất là người học giỏi nhất, bởi vì những người khác sẽ thích tới để hỏi bài. Có khi là người có thể chơi nhiều nhất, tham gia nhiều hoạt động nhất, họ có năng lực để làm được chuyện đó. Có khi đó là người bạn chân thành nhất. Nên trong cách số 1 này, anh muốn các bạn quay về cái cốt lõi nhất, tập trung để phát triển bản thân của mình, để mình xứng đáng trở thành một người mà người khác muốn tới làm quen và kết bạn với mình. Cách số 2. Thời điểm tuyệt vời nhất để các bạn có được mối quan hệ là lúc mà các bạn không cần một mối quan hệ nào hết. Ý của anh là gì? Là khi mà các bạn đặt cho mình cái bài toán như anh có nói lúc đầu là hey, làm sao để mình có nhiều mối quan hệ hơn, để từ đó mình mở rộng ra rồi thì khi cần họ sẽ giúp mình sẽ có nhiều mối quan hệ làm ăn hơn. Khi mình cần một việc gì đó cần hoàn thành, mình có mối quan hệ rồi, mình có thể nhờ vả họ thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và nếu các bạn suy nghĩ về chuyện đó thì tất cả những mục tiêu liên quan tới mối quan hệ đều là vì ai? Đều là vì bản thân của mình, đều vì có lợi cho mình thôi. Mình muốn có người ta, mình muốn kết bạn với người ta, mình muốn tạo mối quan hệ với người ta cũng chỉ để tốt cho mình ở một khía cạnh nào đó. Và mối quan hệ nó không được tạo lập nên giống như vậy. Nên khuyến nghị của anh là khi mà các bạn đến với một người nào đó mà mình không cần gì từ họ hết, đó là lúc mà cái sợi dây liên kết nó được tạo ra một cách rất là tự nhiên và thoải mái. Nên mình sẽ áp dụng điều này như thế nào? Các bạn cũng hãy mở rộng hoạt động của mình ra, mở rộng trải nghiệm của mình ra, mở rộng mục tiêu của mình ra, mở rộng kiến thức của mình ra, bằng cách cũng sẽ đi tới những cái nơi khác, như là các bạn tham gia một khóa học, một hội thảo, một chương trình như là Mùa Hè Xanh, một chương trình từ thiện chẳng hạn. Thì ở nơi đó một cách tự nhiên các bạn sẽ va chạm với rất nhiều người khác nhau. Nhưng chúng ta không phải tới đó để tạo mối quan hệ. Tạo mối quan hệ không phải là mục tiêu. Chúng ta tới đó để hoàn thành cái mục tiêu chung ở đó. Nếu các bạn tham gia một hội thảo hoặc một buổi học, mục tiêu tới đó là để học, học cho hết mình, học cho nhiệt tình. Đừng có tạo mối quan hệ bên lề rồi trao đổi cà phê xích cho nhau cũng chẳng ý nghĩa gì hết. Học cho đàng hoàng, nổi bật, đóng góp vào trong lớp học, xung phong phát biểu trong lớp học, thực hiện dự án và thể hiện ra thiệt là tốt. Đó là lúc mà các bạn bắt đầu
có được sự chú ý từ những người khác khi các bạn là một người rất nổi bật trong lớp học đó. Và chúng ta làm việc phối hợp với nhau trong những dự án để hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra. Trong quá trình phối hợp đó, tự nhiên mình có thể va chạm nhau, hiểu nhau và thấy được giá trị của nhau nhiều hơn. Đó là lúc mà một mối hệ được hình thành một cách rất tự nhiên. Khi tham gia mùa hè xanh, mục tiêu là làm tốt cái chiến dịch đó, hết mình, phối hợp với những người cần phối hợp, làm việc với những người cần làm việc, giúp đỡ những người cần giúp đỡ để hoàn thành cái mục tiêu của cả cái chiến dịch đó. Và sau khi các bạn hăng hái và hết mình giống như vậy, người ta sẽ nhận ra các bạn. Và các bạn cũng sẽ nhận ra một vài người khác khi chơi chung với nhau, khi ăn chung với nhau, khi làm việc chung với nhau một cách rất là thoải mái và không có bất cứ mục đích gì hết. Chính khi các bạn làm việc đó hết mình và mình không cần tạo mối quan hệ gì hết. Tôi không cần kết bạn với bạn để sau này tôi có cần gì đó từ bạn thì ok tôi sẽ nhận lại được. Không hề có những cái mong đợi và mục tiêu đó. Tham gia hết mình vì mục tiêu chung. Khi đó, từ những sự va chạm giống như vậy, mối quan hệ sẽ được hình thành. Và nếu phù hợp với nhau, nếu cảm thấy hợp rơ với nhau, nếu cảm thấy có thể nhận được giá trị gì từ nhau và có cái việc để tiếp tục làm chung với nhau nữa, mối quan hệ sẽ được xây dựng, bồi đắp dần dần. Và nó dẫn tới cách thứ 3. Hãy cho đi trước khi mong đợi được nhận lại. Đây là điều rất cơ bản trong bất cứ mối quan hệ nào. Hãy suy nghĩ xem mình có thể mang lại được giá trị gì cho người khác về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, sức lực, thời gian, những nguồn lực mà mình có. Để giúp được cái gì thì giúp. Dĩ nhiên trong những cái mà các bạn muốn giúp nữa. Khi mà các bạn làm như vậy, mình cho đi mà không mong đợi được nhận lại liền ở cái cuộc cho đi đó, không phải là một cái giao dịch. Tôi cho bạn cái này, tôi phải nhận lại được cái này. Không. Nếu mà lúc này tôi muốn giúp và tôi có khả năng giúp được, okay, tôi cứ thể hiện và giúp thôi. Và mang lại được giá trị cho nhiều người, thì đến lúc mà các bạn cần nó nhất, nó sẽ quay ngược trở lại. Anh có một cái trải nghiệm rất là hay. Anh có được mối quan hệ rất tốt với một người, đó là người giữ xe. Ở gần chỗ công ty anh làm cũng có một cái nơi để giữ xe, đúng không? Mà giữ xe thường các bạn biết là nó sẽ rất là đông xe. Và nếu mà mình giữ cái xe của mình ở một cái nơi mà nó không thuận tiện lắm, mỗi lần lấy ra cũng rất là cực, thì anh luôn được ưu ái có một chỗ để xe cực kỳ thuận tiện. Và lúc nào cũng sẽ được chừa sẵn cái chỗ đó hết. Anh vô bất cứ giờ nào sẽ luôn có chỗ đó để chừa cho anh. Và anh chỉ cần véo vô nhẹ nhàng để xe đó rồi đi làm. Khi mà về lấy ra cực kỳ nhanh chóng. Và tại sao anh được lại ưu ái giống như vậy? Bởi vì có một tới rất là hay giống như vậy là khi mà đi gửi xe ở nơi đó có cái cô chú gửi xe thì tới để xe nào cũng sẽ dẫn và dắt vô giúp cho mình. Nhưng lâu lâu có mẹ của cái cô gửi xe đó đi ra phụ. Và mẹ cô gửi xe thì già rồi nên cũng không dắt nổi. Và bà rất khó tính. Cái kiểu khó tính của người già bắt cái này sai cái kia và không có thể nào nó ăn nói như kiểu làm dịch vụ được, đúng không? À, phục vụ khách hàng. Để sao để xe đó, nhắc vô đi rồi tém ném lại. Thì có khi là lâu lâu mà cái bà đó ra giữ xe thì sẽ nói giống như vậy và có rất nhiều bạn không thích và rất bực bội. Được để xe đây luôn hoặc là quẹo đó, và cư xử là một cách rất là hụt hẫng. Nhưng mà khi mà anh tới nơi thì có khi anh thấy có nhiều xe mấy bạn không chịu dắt vô giống như là mong đợi của bà đó luôn. Thì anh thấy vậy mà nói ủa, à nay là có mẹ của cô giữ xe ra giữ. Thì anh thấy bà cũng già rồi. Và người già nào cũng sẽ hay hụt hẫng giống như bài tôi, nó cũng chuyện rất là bình thường. Và thế là họ kêu để xe vô thì anh dắt giống như cái mong đợi của bà. Dắt vô để lại sát lại và dắt cái yên xe cho thiệt là sát vô để có nhiều chỗ cho bà ha. Ok rồi. Anh phối hợp rất là nhiệt tình với bà. Bất cứ lúc nào cũng vậy. Những ngày sau anh cũng tới tự động dắt xe vô để thiệt là sát. Mà luôn hỏi là như vậy được chưa. Mà luôn trò chuyện thậm chí là chọc lại bà cho nó vui nữa. Và những xe nào mà để không đàng hoàng anh đều dắt lại giùm. Nếu mỗi lần mà bà đó đang ngồi canh xe. Thì đột nhiên một ngày nọ khi mà anh đi tới, nó vẫn gửi xe như bình thường, thì anh thấy có một cái chỗ trống để sẵn dành cho anh. Và bà nói là đó, để dành chỗ cho mày đó, mày vô đó gửi đi. Ồ, ngon vậy ta, nay để dành chỗ cho tôi luôn. Và thế là anh luôn có một cái chỗ để xe cực kỳ thoải mái. Và anh nhận lại được chuyện đó bởi vì anh đã cho đi một cái hành động, một cái thái độ cư xử rất là lịch sự và tôn trọng và giúp đỡ người khác. Mới không thể mong đợi gì hết, thì anh thấy bà cũng già rồi. Và người già thật ra nếu mà mình biết cách nói chuyện cũng rất là vui, chọc ghẹo qua lại cũng rất là vui. Và đừng để ý gì tới những cái mà nghiêm túc và khó tính của họ hết. Thì anh đều làm một cách rất bình thường. Nhưng khi chúng ta
cho đi đủ nhiều rồi, một cách nào đó vô tình mình lại nhận được một thứ mà đối với anh rất là thuận tiện, luôn có sẵn chỗ gửi xe ở cái chỗ dễ lấy nhất và dễ gửi nhất. Đó là cách số 3. Nhớ luôn cho đi trước khi mong đợi được nhận lại, và đừng mong đợi được nhận lại liền ở cái khoảnh khắc mà các bạn vừa mới cho đi. Cách thứ 4, hãy hiểu thật rõ là mình muốn tạo mối quan hệ với những người như thế nào. Trong lúc đầu chúng ta có khi chưa biết rõ về bản thân của mình lắm, nên các bạn cần phải trau dồi nhiều hơn như anh có nói ở lúc đầu, để mình có tầm nhìn xa hơn, mình có mục tiêu rõ ràng hơn, mình có được cái tính cách tốt hơn, mình có được nhiều năng lực hơn, để từ đó hút được nhiều mối quan hệ hơn. Các bạn cho đi những giá trị mình cần thiết với những người mình có thể giúp được. Đến và rồi mình được hút nhiều đối tượng khác nhau tới rồi, thì các bạn có thể chơi, gìn giữ mối quan hệ, phối hợp làm ăn chung với nhau và mở rộng thiệt rộng ra. Nhưng sau quá trình giống như vậy rồi, đó là lúc mà các bạn luôn review và nhìn nhận lại là cái nhóm người nào là nhóm mà mình muốn tạo mối quan hệ nhiều hơn, những người có tính cách như thế nào, cái kiểu và thái độ gì mà mình sẽ không muốn làm quen với họ, không muốn làm ăn với họ, không muốn phối hợp với họ. Và chúng ta bắt đầu lọc lại dần một cái nhóm người có một cái tố chất nhất định mà mình thực sự muốn tạo mối quan hệ với họ thôi. Và mình hiểu chuyện đó rõ bao nhiêu, các bạn sẽ càng hút được những người như vậy tới với mình bấy nhiêu. Ok, và mình gạt bỏ ra hết những mối quan hệ không cần thiết. Và đó là thứ mà các bạn sẽ có được khi mình đã phát triển bản thân của mình nhiều hơn, va chạm với nhiều người hơn. Các bạn có thể thu hẹp lại đối tượng của mình để có những mối quan hệ chất nhất, lâu dài và bền vững nhất. Cách số 5, hãy thân quen với một số ít người có mối quan hệ rộng. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà mình biết cái cá tính của mình biết cái kiểu của mình biết cái kiểu mà người mình có thể mối quan hệ rồi, thì thật ra mình cũng chỉ tập trung với một số lượng nhỏ thôi, mà sâu trong những cái người giống như vậy. Và rồi nếu các bạn cũng là người ăn ở đàng hoàng, mình cũng sẽ có những cái người bạn thân quen. Và nếu các bạn làm quen được với một vài người bạn thân quen, và cái người đó họ cũng có những mối quan hệ của họ nữa, thì khi đó mình cũng có thể chạm tới những mối quan hệ đó khi cần. Đó là thứ mà anh nghĩ đối với anh hiện tại nó là như vậy. Ngày nay anh biết rất là rõ mình là người như thế nào, mình hợp và chơi với những ai, và mình muốn tập trung tạo dựng và mở rộng mối quan hệ với những nhóm người như thế nào. Nên đối với anh là những cái người trong lĩnh vực này, trong cái tính cách này, trong cái những cái sở thích và thói quen này, thì anh chỉ quen với những người trong đây thôi. Nhưng mà rồi với những mối quan hệ thân quen của anh, có những cái người mà họ lại thích quen theo chiều rộng nhiều ra hơn. Họ quen người đủ mọi lĩnh vực khác nhau, đủ mọi lứa tuổi khác nhau, và họ thích duy trì chuyện đó. Và ở những cái ngành nghề và lĩnh vực khác nhau nữa, mình cái mà anh không có quan tâm và để ý tới. Nhưng khi mà anh chơi thân với những bạn giống như vậy, thì khi có một cái việc gì đó trao đổi thảo luận với nhau, và cần một người nào ở ngành nghề lĩnh vực nào đó khác, hoặc ở một cái sở thích nào đó khác, hoặc ở một cái mối quan tâm nào đó khác, thì anh có thể nói trò chuyện với bạn này, và bạn này sẽ giúp anh làm cái cầu nối để kết nối với những mối quan hệ của những bạn đó. Và đó là lúc mà mình cũng có thể mở rộng mối quan hệ của mình ra, nhưng thông qua một vài cái điểm kết nối nhất định thôi. Và cuối cùng, nếu các bạn muốn học cách phát triển bản thân của mình để có thể trở thành một người mà người khác muốn tạo mối quan hệ và làm bạn với mình nhiều hơn, thì thứ mà anh tin tưởng nhất là hãy có cho mình những kỹ năng để gây ảnh hưởng. Đó là kỹ năng mà anh cũng có giảng dạy, nên nếu bạn nào thật sự muốn biết kỹ năng gây ảnh hưởng là gì và cụ thể nó ra làm sao để mình có thể có khả năng thu hút được nhiều người khác tới với mình hơn, click vào link phía dưới đăng ký tham gia vào một cái chương trình workshop miễn phí của anh. Anh sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn về khái niệm này và cách để có thể trau dồi được những kỹ năng gây ảnh hưởng cho bản thân của mình. Click vào link phía dưới và anh hẹn gặp lại các bạn trên lớp.